quý vị và các bạn, miền Bắc đã trải qua giai đoạn rét nhất của đợt rét đậm rét hại thứ hai trong mùa đông năm nay. Xu thế tăng nhiệt sẽ tiếp diễn trong 3 ngày tới, nhưng sau đó thì không khí lạnh sẽ lại tràn về và nhiều khả năng rét đậm rét hại sẽ quay trở lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1 năm 2021, không khí lạnh hoạt động với tần suất rất mạnh. Cơ quan này nhận định từ ngày 4 tháng 1 nền nhiệt sẽ tăng dần dù trời vẫn rét. Tuy nhiên, khoảng ngày 5 đến 6 tháng 1 và ngày 9 đến 10 tháng 1, không khí lạnh liên tiếp tăng cường xuống nước ta nên nhiệt giảm. Giai đoạn này, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá tại khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, trong tháng 1, không khí lạnh hoạt động mạnh nên xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài. Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng từ 3 đến 4 đợt rét đậm rét hại. Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ, Trung Bộ thấp hơn khoảng từ 0,5 đến 1 độ C so với giá trị trung bình nhiều năm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại, chủ động đối phó với hiện tượng thời tiết này, đặc biệt tuyên truyền, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín có thể gây tử vong do ngạt khí. Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, mức sụt giảm thời gian làm việc do khủng hoảng COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm và thu nhập ở châu Á và Thái Bình Dương. Ước tính thu nhập từ việc làm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong 3 quý đầu năm 2020 đã giảm khoảng 10%, có thêm từ 22 cho đến 25 triệu người có thể rơi vào tình trạng có việc làm nhưng mà vẫn nghèo, khiến cho tổng số người có việc làm vẫn nghèo, tức là những người có thu nhập chưa đến 1,9 đô la Mỹ một ngày của khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng lên mức là 94 đến 98 triệu người trong năm 2020. Vâng, trong khi đó thì tại Việt Nam dù mức tăng trưởng của nền kinh tế đã dương nhưng mà hàng triệu lao động cũng vẫn rơi vào tình cảnh không còn thu nhập. 15 năm làm việc ở công ty Pongyuan, anh Tuân vừa có tên trong danh sách 2.800 công nhân bị chấm dứt hợp đồng, 33 tuổi, thất nghiệp, anh bỗng dưng bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chỗ thì mình làm được thì người ta không nhận, mà cái chỗ mà mình làm không được thì người ta nhận. 5 triệu, 6 triệu mà làm 12 tiếng, nên cái này cũng hơi căng. Chị Linh thì may mắn hơn vì vẫn được công ty giữ lại, nhưng tuần làm, tuần nghỉ, đồng nghĩa với việc là thu nhập giảm đáng kể. Lương thấp, nhưng các khoản chi tiêu thì vẫn vậy, cuộc sống nói chung là khó trăm bề. Công ty cho nghỉ cứ ngày ngày vậy đó. Chứ không có cho nghỉ cho em nghỉ à, nhiều người cho nghỉ một tuần, một nửa tháng. Với nhiều người, lúc này giữ được việc đã là may mắn. Lương ít, còn hơn là không có gì. Lao động tự do cũng chịu áp lực không kém vì công việc đã phù phù, nay lại phải thêm cạnh tranh. Do đó mà vợ chồng ông Định phải xoay thêm đủ nghề để sống. Sau khi đợt dịch thứ nhất, sau đến đợt dịch thứ hai này, tôi chạy xe ôm thì nó cũng không được nhiều. Bây giờ là xe ôm công nghệ ra nhiều. Cho nên là chúng tôi cũng là già yếu rồi, cho nên là chạy được cuốc nào hay cuốc đấy. Có dịch thì gia đình tôi là làm lúc thì có việc, lúc thì không. Tiền thì hàng tháng thì cũng được, có lúc thì 400, có lúc thì không được 400. Quả là một năm vất vả, ai cũng phải thắt lưng buộc bụng. Thực tế thì nhiều người không thể chịu đựng thêm, đã phải bỏ phố về quê. Mới đây đã xảy ra tình trạng hàng loạt xe ô tô bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí cướp tài sản, trong đó có ô tô bị chặn, tài xế bị đánh gây hoang mang lo lắng trên đoạn quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi những ngày cuối năm. Và trước tình hình trên thì phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh và công an huyện Mộ Đức đã khẩn trương điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây án. Đoạn đường tránh quốc lộ 1 qua trung tâm huyện Mộ Đức là nơi cánh tài xế thường xuyên bị các đối tượng chặn ô tô cướp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản khi các ô tô qua lại trên đoạn đường này. Tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, không có quản ngại đêm hôm, tập trung lực lượng xuống địa bàn và thu thập các thông tin có liên quan để phục vụ cho cái việc điều tra khám phá nhanh, để mang lại cái niềm tin cho nhân dân. Qua các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Mộ Đức đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Duy Nhất, Lê Ngọc Diễn, Nguyễn Minh Xanh và Nguyễn Văn An. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là sử dụng hung khí, chặn người dân và tài xế container đi đoạn đường tránh phía đông thuộc thôn 1 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức cướp tiền. Cả băng nhóm đã thực hiện chót lọt 10 vụ để lấy tiền tiêu xài. Ông, Bi, Nhất. Trúng nhờ đi nhậu mà hết tiền, xong Nhắc mới nói xuống đường Trinh Đông,
cái mới bông đi mới trả xuống đường Vĩnh Đồng. Bên cạnh việc thực hiện các vụ cướp, băng nhóm này còn tổ chức đi đánh người. Hiện nhiều ô tô bị các đối tượng chặn cướp nhưng không đến cơ quan trình báo. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Mộ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Thời gian qua, tại các tỉnh miền Tây, một số đối tượng lợi dụng hình thức góp vốn chơi hụi để thực hiện hành vi lừa đảo. Hàng loạt vụ vỡ hụi tiền tỷ cũng đã xảy ra. Mới đây, hàng chục người dân sống tại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã gửi đơn kêu cứu khi chủ hụi bất ngờ tuyên bố vỡ hụi, khiến nhiều người lâm vào cảnh trắng tay. Theo các nạn nhân, người đứng đầu đường dây hụi là bà Trương Thị Hằng, ngụ tại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Bà Hằng vốn sinh sống tại địa phương bằng nghề nuôi tôm và làm chủ hụi suốt nhiều năm nay. Do có cơ ngơi, tài sản nên nhiều người tại địa phương rất mực tin tưởng chơi hụi chung với bà Hằng. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 11 năm 2020 vừa rồi, bà Hằng bất ngờ tuyên bố bể hụi. Trước đó, nhiều hụi viên trong dây hụi bà Hằng cũng phát hiện bà Hằng nhiều lần không chung tiền hụi, lập danh sách hụi ma, thậm chí số tiền các hụi viên đóng với nhau cũng chênh lệch. Chị Lê Thị Ngân là một trong những hụi viên của bà Hằng cho biết, chị tham gia chơi hụi của bà Hằng đã nhiều năm nay, sinh sống bằng nghề bán quán ăn. Số tiền tích góp mỗi ngày, chị đóng tiền hụi, dự định sẽ dùng khi sinh con. Tuy nhiên, suốt khoảng 3 tháng nay, chị không thể hốt hụi vì mỗi lần kêu hụi, chủ hụi đều nói đã có người hốt. Do không có giấy tờ đối chứng nên chị đành ngậm đắng. Tính đến nay, số tiền đóng hụi của chị đã lên tới 36 triệu đồng. Bà ra thăm là bà hốt, bà nói mấy bà trong kia hốt mà mình không biết tên tuổi người đó là ai. Thua ra là từ hồi chơi tới giờ 6 tháng 2 tới giờ là thua tàn 9 lần rồi đó. Lần này là thứ 10 là được dân với em hốt. Dân với em hốt thì tự nhiên là bể luôn đó. Các nạn nhân đa phần đều là tiểu thương ở chợ kinh doanh nhỏ lẻ. Người ít nhất cũng bị lừa đảo 23 triệu đồng, người cao nhất hiện nay hơn 150 triệu đồng. Ước tính tổng số tiền bị giật hụi của bà con hiện đã lên tới hơn 2 tỷ 700 triệu đồng. Thưa gửi nhiều nơi mà không có kết quả. Rồi lần sau này em có làm thêm một cái đơn nữa để gửi vô công an huyện thêm một lần nữa là mỗi người đứng một lá đơn. Nhưng công an huyện là nói là bây giờ là án của bà Hằng như vậy là bên tòa án nó đang thụ lý hồ sơ. Rồi kêu tụi em là nên gửi qua bên tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên. Nhưng mà tụi em muốn thưa bà Hằng ở đây là thưa về vấn đề hình sự, chứ không phải là thưa về vấn đề dân sự. Đại diện Công an xã Hòa Tú cho biết, do hình thức chơi hụi của bà Hằng với các hụi viên đều giao kết bằng miệng, không có hợp đồng chứng minh, và hiện tại người này cũng chưa đi khỏi nơi cư trú, nên cơ quan điều tra không có thẩm quyền thụ lý. Thưa quý vị, những ngày cuối năm là thời điểm vàng để kinh doanh mặt hàng Tết. Như hàng năm thì vào thời điểm này, nhiều tiểu thương các chợ truyền thống đã bắt đầu dự trữ hàng hóa phục vụ cho thị trường Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là thông tin thành phố Hồ Chí Minh vừa có ca nhiễm mới, càng khiến nhiều tiểu thương dè dặt không dám dự trữ hàng như mọi năm. Tại chợ Bà Chiếu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chưa có thời điểm cận Tết nào mà chợ lại ảm đạm như năm nay. Các mặt hàng khô phục vụ cho Tết như bánh kẹo, mứt, trái, củ quả sấy đã được bày bán nhưng không nhiều. Và cũng không có thêm mặt hàng mới. Như mọi năm, các tiểu thương đã tất bật chuẩn bị dự trữ hàng Tết. Tuy nhiên năm nay, vì lo ế ẩm, nhiều tiểu thương chọn cách bán đến đâu lấy hàng đến đó. Coi như là nói thẳng là không có chuẩn bị gì hết. Bán nhiều lấy nhiều thôi, chứ không có chuẩn bị như mọi năm. Mọi năm giờ mình phải chuẩn bị sẵn trước hết rồi. Năm nay là không có chu�n bị gì hết. Mỗi năm giờ này dân người ta cũng mua sắm, cũng lai rai. Nhưng mà năm nay á hả, trời ơi, coi như mỗi năm bán 5-6 phần, năm nay không được một phần luôn. Giờ cũng không dám chuẩn bị nữa. Sợ đùng một cái dịch đến là cũng ai đi chợ mà mua bán gì nên đâu không có ai dám chuẩn bị gì hết trơn hết trời á. Các mặt hàng khác như gạo, các loại đậu, trái cây cũng không khá hơn. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với các đợt mưa lũ, thiên tai ập tới liên tục khiến cho các loại nông sản, trái cây giảm sút. Theo đó, giá các mặt hàng này sẽ tăng cao. Giá tăng liên tục trong khi sức mua giảm mạnh càng khiến cho việc kinh doanh của các tiểu thương gặp khó trong dịp Tết này. Gạo nó ở dưới nhà máy là lúa rồi gạo nó tăng rồi nếp rồi cũng tăng giá lên hết. Ví dụ nó tăng hết tất cả mặt hàng nào cũng tăng, mình bán thì khách
hàng thì đâu có tăng được. Năm nay là xài mắc lắm luôn, tại vì xài quá hút. Hiện bây giờ xài mà tầm chừng 4 lạng mà đến 4 lạng rưỡi là giá 220 rồi, còn mà tầm mà 7 lạng trở lên là khoảng 240, 250 một ký. Tình hình vậy nên mình đã giảm lại chút xíu rồi. Ví dụ như hồi đó mình đặt là 50% thì bây giờ mình chỉ đặt 30% thôi. Hàng hóa phục vụ cho thị trường Tết năm nay đơn lẻ, không được phong phú như mọi năm. Tuy nhiên với hệ thống thương mại rộng khắp như hiện nay, người dân không cần quá lo lắng về việc thiếu hàng hay bị ép giá trong thời gian tới. Thưa quý vị, năm 2020 với rất nhiều khó khăn, thách thức đã khép lại. Nhưng đối với ngành du lịch thì để có thể vượt qua khủng hoảng COVID-19 vẫn còn là câu chuyện dài. Và các điểm đến với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đang nỗ lực tìm cách chuyển đổi, thích nghi để khai thác tối đa tiềm năng của thị trường khách nội địa nhằm bù lấp khoảng trống chưa biết khi nào mới có thể lấp đầy của thị trường khách quốc tế. Câu chuyện thực tế tại Hội An, Đà Nẵng sẽ tiếp diễn với quý vị ngay sau đây. Những năm trước, xưởng đèn lồng này luôn nườm nượp đón khách quốc tế đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm nghề làm đèn lồng thủ công của người Hội An. Thế nhưng khi du lịch gần như đóng băng vì COVID-19 cả năm qua, thì cơ sở này tập trung đầu tư thiết kế các mẫu đèn mới để đáp ứng nhu cầu của khách trong nước thay vì các mẫu đèn lồng lưu niệm thông thường. Hiện tại thì bên cái đơn vị bộ phận thiết kế của mình cũng đã tạo ra được hơn 100 mẫu thiết kế, không chỉ riêng là đèn lồng không, vì đèn lồng nó chỉ phù hợp với những không gian truyền thống, còn những nhà tư nhân thì họ có thể là có những cái mẫu đèn kiểu biến thể của đèn lồng. Làm mới sản phẩm, dịch vụ, cập nhật xu hướng để trở nên hấp dẫn hơn với khách Việt là yêu cầu bắt buộc để các doanh nghiệp du lịch có thể tồn tại khi mà các thị trường khách quốc tế, vốn là nguồn khách lớn của Hội An, Đà Nẵng, khó có thể phục hồi trong vài năm tới. Chúng tôi cũng có những cái menu mới mà nó phù hợp với người Việt, cũng điều chỉnh những cái giá cho nó hấp dẫn hơn. Thế rồi là có những cái kênh cách để mà truyền thông quảng bá nó phù hợp hơn với đối tượng khách du lịch Việt Nam. Cũng có thể những cái góc để mà tạo cho các bạn check-in. Đó là những cái mà cộng đồng du lịch chúng tôi cùng nhau đoàn kết lại, cùng nhau tạo ra những sản phẩm mới, hơi thở mới cho Hội An. Hiện nay khách có một số cái xu hướng mà sau dịch thì chúng ta thấy rất rõ, đó là người ta book tour gần hơn, gần đến ngày người ta mới quyết định, tức là cái tâm lý người ta ngại cái rủi ro, nên là gần đến thì chúng tôi lại chuẩn bị sẵn sàng những sản phẩm mà rất là tiện ích, khách cần là có ngay. Để hút khách trong nước trở lại những điểm đến quen thuộc tại miền Trung, thì nỗ lực tự thân của mỗi doanh nghiệp là không đủ. Chính quyền địa phương và các hiệp hội du lịch tại Hội An, Đà Nẵng đang cùng góp sức để tạo nên những điểm nhấn mới mẻ cho điểm đến. Họ cũng đang mong muốn rằng cộng đồng doanh nghiệp cùng phối hợp thành phố cũng chính quyền địa phương để tạo thêm nhiều cái sự kiện hơn, ví dụ như chợ phiên Tân Thành hay những cái chợ ẩm thực hay những sự kiện bánh chất của là văn hóa một chút để phù hợp với cái nền tảng của Hội An nữa, thì nó sẽ thu hút được một lượng khách nội địa nhất định nào đó. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch khôi phục cái thị trường du lịch. Trước mắt là tập trung mạnh mẽ cho cái thị trường du lịch nội địa, phát triển các cái loại hình du lịch như là du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021 thì thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đón hàng nghìn lượt khách trong nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Và đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành du lịch. Trong năm 2021 thì Đà Lạt đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách. Đây là những du khách đầu tiên đến với thành phố Đà Lạt bằng đường hàng không trong sáng ngày đầu năm mới. Những vị khách may mắn đã được ngành du lịch địa phương chào đón, cảm ơn vì đã chọn Đà Lạt làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ đầu năm. Cảm thấy rất đặc biệt và dĩ nhiên là mình rất mong muốn là cái sự phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà phát triển rất là tốt năm mới. Dù khó khăn thì chúng ta sẽ vượt qua và phát triển tốt hơn. Nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đã có rất đông du khách, nhiều khách sạn homestay cũng đã kín phòng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi của ngành du lịch nội địa sau một năm gặp nhiều khó khăn trắc trở. Và với tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, thì trong năm mới này, mục tiêu chủ yếu của du lịch Đà Lạt vẫn là thu hút lượng khách nội địa. Chúng tôi hy vọng rằng là mọi khó khăn của năm 2020 thì đều được vượt qua trong năm 2021. Riêng đối với các cái chỉ tiêu của ngành văn hóa thể thao du lịch thì chúng tôi cũng rất mong là mọi chỉ tiêu đều đạt được. Trong đó quan trọng là ngành chúng ta đón được hơn 4 triệu lượt khách du lịch trong nước đến với du lịch với thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19,
Trong năm 2020, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 3.200 lượt, giảm 55,2%, đạt 41% so với kế hoạch. Do đó, lượng du khách tăng nhanh trong kỳ nghỉ đầu năm là một tín hiệu tích cực cho ngành du lịch. Thưa quý vị, một học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi đã chế tạo thành công thùng rác thông minh có nhiều tính năng hữu ích, tiện lợi trong bảo vệ môi trường. Và thùng rác này hiện được sử dụng tại khu đô thị V-Ship, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Dù là học sinh chuyên sử địa, nhưng em Nguyễn Võ Hoàng Nhân lại đam mê nghiên cứu sáng tạo. Nhận thấy rác thải sinh hoạt hàng ngày càng nhiều, người dân khi bỏ rác ngại mở nắp, đặc biệt chưa phân loại rác để giúp việc xử lý dễ dàng, hạn chế ô nhiễm môi trường. Chàng trai lớp 11 Hoàng Nhân đã nghĩ ra ý tưởng chế tạo thùng rác thông minh. Với không ít lần thất bại, Hoàng Nhân đã chế tạo thành công thùng rác thông minh sau 3 tháng miệt mài tìm tòi nghiên cứu. Thì em cũng gặp rất nhiều khó khăn do một số hạn chế, cho nên thì em cũng phải tìm tòi, nghiên cứu trên mạng để hiểu biết hơn về một số thiết bị. Và trong quá trình thực hiện thì em còn gặp một số việc như là hãm hát mạch điện gây cho em nhiều khó khăn và phải nhiều lần thì mới thành công được. Thùng rác tự động mở và đóng nắp, còn phát ra âm thanh kêu gọi mọi người bỏ rác đúng vào ngăn dành cho rác hữu cơ và vô cơ. Một ưu điểm nữa của thùng rác thông minh là sẽ tự động khóa nắp khi đầy rác, thông báo cho người đến bỏ rác biết thùng đã đầy rác, đồng thời gửi tin nhắn qua điện thoại đến người quản lý công việc này. Thùng rác thông minh của Hoàng Nhân hiện đang được sử dụng và nhận được phản hồi tích cực từ người dân ở khu dân cư nơi em sinh sống. Nó tiện ích mà đỡ phải giơ tay, thì nó có cảnh báo về tròn đầy. Nói chung là có âm thanh phát ra thì cũng gây cho mình sự chú ý. Sản phẩm thùng rác thông minh của Hoàng Nhân gồm các bộ phận như biến thế 12V, công tắc, bộ cảm ứng hồng ngoại, bộ điều khiển, module SIM, đèn LED, loa phát âm thanh, chi phí một chiếc thùng rác thông minh khoảng 2 triệu đồng. Rất tiện lợi khi đặt ở khu dân cư, trường học, rạp chiếu phim hay bất cứ nơi công cộng nào. Hệ thống pin năng lượng mặt trời tiện cho việc sử dụng và tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, và em rất vui khi mà sản phẩm của mình có thể đã được ứng dụng rộng rãi trong tỉnh Quảng Ngãi. Thùng rác thông minh và tính thực tiễn cao của em Nguyễn Võ Hoàng Nhân, lớp 11 trường Trung học phổ thông Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi đã giành giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2019-2020.